Bên này có lớp tiếng Anh 1100 không Nguyễn Anna? Tự dưng mình đang ngồi live stream, đang kể chuyện ăn xoài học tiếng Anh, tự dưng cái thằng âm hồn âm trì Đào Tín Dũng mà bảo nhìn kinh vãi lờ. Thì đã bảo nhắc lại, có kinh cũng không đến lượt mày. Khi nào tao có kinh là tao có băng vệ sinh tao dịt, dịt xong tao vứt vào thùng rác, chị cũng không đến lượt ông bà ông vải mày. Sinh ra một thằng ngáo ngơ như mày vào đây để húp được, hiểu chưa? Thấy người ta kinh thì nách, tự dưng vào comment chi vậy, thèm cái kinh của người ta hay sao? Thèm cái kinh của người ta hay sao? Yên tâm, khiếp. Kinh ấy, kinh của người ta là có băng vệ sinh để dịt rồi, không đến lượt mày. Đừng có bảo là kinh. Rồi mơ không có đâu mà ấy. Bớt bớt lại dùng coi. Khủng khiếp. Ngáo ngơ như cái con bò đeo nơ lộn ruột. Thôi nha, mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng để tao chửi nhiều rồi nha. Thank you. Đi lên tắm đây. Bên này nó đang là 7 giờ tối rồi. Lên tắm đây mấy bà. Các bà chờ em tí nha. Trời ơi, Đào Tiến Dũng bớt nghiệp đi bà. Đấy, nó đi từ Facebook cá nhân, từ fanpage sang Facebook cá nhân. Tao khổ mày quá, Đào Tiến Dũng ơi. Tao khổ mày quá. Tao không biết là bố mẹ mày sinh ra vào ngày nào, ngày âm trì địa ngục hay là ngày nào. Tao khổ mày quá đi. Nó đi từ Facebook bên này sang cái page bên này. Mày có thấy mình bị ngu không? Mày comment từ chỗ này sang chỗ kia, mày chỉ tăng tương tác cho tao thôi. Mày làm gì được tao? Khổ thật sự các bà. Nó chửi mình bên này, xong mình chửi cho. Nó mò sang bên này, đang bảo rồi. Mô đen tắc kinh là hết kinh 3 ngày rồi. Khổ, em có bận lòng đâu Hữu Lộc Võ. Người ta đang ngồi là chửi câu tương tác. Đâu có mệt gì mất lòng đâu, giờ này đâu phải giờ bán hàng. 6 giờ, 7 giờ tối bên này là 7 giờ sáng bên kia. À, chúng ta còn đang phải lao lưng đưa con đi học các bà ơi. Còn lao đầu đi kiếm tiền kiếm ăn. Mấy cái thằng này chắc làm đêm ca đêm, đang về nhà vêu mõm chó không có gì ăn, khổ lắm. Hiểu không? Chắc thằng Đào Tiến Dũng này đi làm ca đêm, về 6 giờ sáng hết ca, đi về nhà 7 giờ chưa có gì ăn, đói quá. Nhớ nha, mẹ là hết kinh rồi, 3 ngày trước mẹ hết kinh rồi. Băng vệ sinh cũng cho vào thùng rác rồi, không có cho mà nhá đâu. Đừng có vào đây bảo nhìn kinh, không đến lượt. No doubt. À không, tắm đây, đi tắm đây. Các bà chờ thôi.